Làm trắng da nhanh chóng bằng củ nghệ. Từ xưa, nghệ được ví như một loại thần dược của sắc đẹp và người phụ nữ đã biết đến cách làm trắng da nhanh chóng bằng củ nghệ từ rất lâu. Nghệ có chứa chất curcumin có tác dụng chống oxy hóa, giúp khôi phục lại sự cân bằng tự nhiên của da, trị mụn, làm mờ vết thâm và đặc biệt làm trắng da hiệu quả. Mật ong có tính kháng viêm, kháng khuẩn và nuôi dưỡng làn da, giúp da trắng sáng tự nhiên. Khi kết hợp bột nghệ với mật ong sẽ giúp cho bạn có cách làm trắng da vô cùng hiệu quả và an toàn. Nguyên liệu: cần 2 thìa bột nghệ, 2 thìa mật ong. Cách làm: bạn trộn 2 thìa bột nghệ với 2 thìa mật ong nguyên chất thành một hỗn hợp đặc sệt. Sau khi làm sạch da mặt thì bôi hỗn hợp lên toàn bộ mặt và thư giãn trong vòng 15 đến 20 phút. Sau đó bạn rửa mặt thật sạch bằng nước lạnh. Bạn có thể áp dụng cánh làm trắng da với nghệ này 2 đến 3 lần trên một tuần. Chỉ sau 1 tháng, bạn sẽ cảm nhận được làn da trắng sáng, mịn màng nhanh chóng.